Xin chào các bác. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu loa đến từ Pháp. Đây là một dòng loa đồng trục rất là cao cấp của hãng Lutulin. Loa đồng trục nhá, nhưng mà dáng dấp của nó vẫn là dòng loa full. Thực ra loa đồng trục và loa full thì nó cũng tương tự như nhau, chất lượng như nhau thôi. Loa đồng trục thì nó sẽ gọn nhỏ hơn. Đây là lỗ cắm trên và bên dưới đều như thế này hết và đều có chữ Lutulin của hãng. Quay cụ thể cho các bác cùng xem. Mặt trên loa, bên dưới loa, hãng Lutulin có mã là MA1590, công suất là 500W và mắc của nó là 2000W, 8 ohm. Đây, lutulin.com.au, các bác có thể là vào trang web này. Và đây, được đôi loa này được sản xuất tại châu Âu nhé, tại Pháp nhé, chứ không phải là sản xuất tại Trung Quốc, thì các bác yên tâm, hàng chuẩn xịn 100%. Đây, dòng loa này thì nó sẽ sử dụng đến 4 lỗ thông hơi, hai trên và hai dưới, 1/40, rất là to. Đồng trục thì ở đây nó sẽ cái này nó sẽ thở ở giữa này, cái tiếng check nó sẽ ra cả đằng trước check cả luôn. Dòng này đánh rất là hay. Nói chung là một dòng loa châu Âu thì nó vẫn có một cái đẳng cấp riêng. Và mẫu này thì em thời điểm hiện tại thì đang bán với giá khoảng 20 triệu một cặp cho các bác. Còn đắt rẻ còn tùy từng thời điểm nữa, vì do tiền này, do lô hàng đẹp hay hàng xấu, rất là chất lượng. Và bây giờ em sẽ đi đánh thử cho các bác cùng nghe và cảm nhận được cái chất âm của một dòng loa châu Âu nó như thế nào. Thực ra là đối với giá 20 triệu một cặp loa châu Âu thì rẻ, không hề đắt nhé. Ok, và đây em đang tháo hết đống bát này ra để em thứ nhất là em vệ sinh và em kiểm tra xem cái độ zin, độ chất của nó như thế nào. Thì tất tần tật đều là zin 100% các bác nhá. Tất tần tật đều là zin 100%. Lutulin Acoustic. Đây, Lutulin Acoustic made in France của Pháp các bác nhá. Con này là bát tép của Pháp và lắp ra tại Pháp luôn. Loa này một thương hiệu rất là lớn. Dòng Lutulin này thì nó sẽ sánh ngang với cả những dòng như kiểu LA Acoustic, hoặc là nó đồng trang lứa giống kiểu Lexo các bác nhá. Nhưng mà ở Việt Nam cái thương hiệu này nó cũng chưa được quảng bá nhiều nên cũng chưa quá nổi tiếng. Đấy, Lutulin 8 ohm Mazda in France. Rồi bây giờ em sẽ cho các bác xem tiếp cái phần phân tầng của nó. Đây, ok, bây giờ em sẽ cho các bác xem cái phần phân tần của nó bên trong. Cái thùng này thì nó thiết kế rất là chất luôn. 4 lỗ thông hơi. Đấy, nó được uốn cong vào đây. 4 lỗ nhá, các nhá, 4 lỗ thông hơi được uốn cong vào đây. Rất là xịn sò cái thùng. Phân tần thì nó được giấu kỹ ở trong cái hai cái hộp cũng khá là to đây này. Lutulin Kosovo. Hai hộp rất là to ở trong này. Nhiều bác có hỏi là đồng trục với cả loa thường nó như thế nào, thì thực ra đồng trục với cả loa thường nó là một. Đồng trục thì là chỉ là nó gắn thêm cái check ở đằng sau đít cái loa thôi, còn loa thường cái check nó sẽ gắn rời ra ở đâu đó là một. Rất là chất, và em sẽ đi test cho các bác cái chất âm của đôi loa này. Qua một chút nhạc sàn thì các bác có thể nghe rõ. Thì đối với dòng loa này thì
tất cả những dòng loa full mà chất lượng cao, những dòng loa châu Âu, kể cả nói ngay đến Nexo cũng đa phần chỉ thiên về lời, chứ về cái phần bass nó cũng không mạnh mẽ. Nhưng chủ yếu các bác có những đôi loa cái chất lượng lời nó tốt nhất, và thường các bác trong gia đình các bác đều có trầm rồi. Đấy rồi, ok, thì bây giờ em sẽ tiếp tục đến là sẽ test đến phần karaoke cho các bác. Và bây giờ em sẽ bật một chút trầm ở trên này đi. Bật cho anh một chút trầm đi. 50% rồi. Đến một bản karaoke cho các bác nghe. Cặp loa này thì alo chị em nhé, có số điện thoại 0978 790 655 ạ.